Mặt đang bị thất tình à? Bình thường ăn tối, bình thường chỉ ăn tối. Lâu đi tí, lâu lâu. Còn... Hả? 5 phút. Dễ hơn. Tóc đẹp rồi hả? Mà không có đẹp hả? Mua cho anh cái nón màu trắng nữa. Uống cà phê. Cà phê gì á? Em lấy cà phê mà.